Thưa quý vị, hôm qua ngày 27 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra thi công và tặng quà động viên các lực lượng thi công dự án xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phú Nối. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phú Nối gồm 4 dự án thành phần, có tổng chiều dài khoảng 519 km đi qua 9 tỉnh từ Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình tới Phố Nối, tỉnh Hưng Yên với 1.179 vị trí móng cột tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng. Tại các nơi đến kiểm tra, Thủ tướng cho biết dự án đường dây 500 kV mạch 3 kéo dài là dự án trọng điểm, cấp bách, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia, nhất là đối với khu vực miền Bắc cũng như vai trò chính trị, an ninh, an toàn quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và tập đoàn điện lực phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương và các đơn vị liên quan huy động tối đa nhân lực, vật lực, trong đó huy động lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư tại chỗ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, khẩn trương thi công, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, an toàn và đảm bảo tiến độ. Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành bàn giao mặt bằng cho dự án, đền bù thỏa đáng đúng chế độ pháp luật cho người dân đã nhường đất cho dự án, phát động nhân dân địa phương tham gia các công đoạn phần việc liên quan tạo phong trào thi đua thực hiện dự án. Đối với người dân có dự án đi qua và bị ảnh hưởng bởi dự án, Thủ tướng mong muốn bà con tiếp tục ủng hộ dự án, tích cực tham gia khi được huy động và hỗ trợ các lực lượng thi công, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự trong quá trình thi công dự án vì lợi ích quốc gia, dân tộc và vì lợi ích của chính mỗi người dân. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải xác định năm 2024 là năm tăng tốc bứt phá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2021-2025. Vì vậy, trong đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế dự toán để khởi công các dự án theo kế hoạch trong kỳ trung hạn 2021-2025, nhất là các dự án trọng điểm kết nối giao thông để vận hành các đường cao tốc hiệu quả. Bộ Giao thông Vận tải khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và khen thưởng kịp thời, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nâng cao đạo đức, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ. Đặc biệt tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tầng giao thông quan trọng quốc gia. Trong năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng ít nhất 130 km đường bộ cao tốc.